Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh còn ngập sâu trong nước. Mưa lớn nhiều ngày qua khiến cho một số địa phương ở Hà Tĩnh vẫn còn ngập sâu trong nước. Chính quyền địa phương đã tiến hành triển khai các phương án phòng chống lũ lụt nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra. Tại huyện Nghi Xuân, trong sáng ngày 30 tháng 9, do mưa lớn kéo dài đã khiến tuyến quốc lộ 1A đoạn qua xã Xuân Lam bị ngập sâu, nước chảy xiết. Lực lượng chức năng buộc phải cắm biển cấm đường và cử cán bộ trực gác 24/24 để phân luồng, hướng dẫn giao thông cho các phương tiện di chuyển an toàn. Đến chiều cùng ngày, quốc lộ 1A đoạn qua xã Xuân Lam chưa thể thông tuyến do vẫn còn ngập lụt sâu. Huyện Đức Thọ, nhiều xã như Quang Vĩnh, Bùi La Nhân, Tùng Châu, Yên Hồ, Liên Minh cũng bị ngập sâu. Tại thôn Tiền Phong, xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã bị ngập sâu từ 0,5m. 83 hộ dân với 287 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn. Đập tràn nằm trên tuyến đường liên thôn Trung Thành và Quang Vĩnh bị ngập sâu 0,8m. Tuyến đường liên thôn từ thôn Hà Cát đến thôn Vĩnh Yên, xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh hưởng do mưa lớn cùng với nước từ thượng nguồn đổ về khiến cho xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn ngập sâu nhiều ngày nay. Toàn xã có 20 thôn, đến trưa ngày 30 tháng 9 vẫn còn 18 thôn với gần 10.000 dân bị cô lập. Trong đó có những thôn như là An Thủy, Lâm Châu, Kim Sơn, Minh Giang ngập sâu từ 3 đến 4 mét. Để công tác phòng chống bão lụt đạt hiệu quả cao nhất, xã Kim Hoa đã bố trí lực lượng 150 người ở 20 thôn trên địa bàn xã, thường xuyên túc trực 24/24 giờ để phát hiện và xử lý kịp thời những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Mặc dù nước lũ đang có dấu hiệu rút xuống, tuy nhiên nhiều tuyến đường trục xã, thôn, các nhà văn hóa, thôn, trường học vẫn đang chìm trong nước.